Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cũng vừa thông qua đề án cải tạo cảnh quan môi trường khu vực nhà máy tuyển than và cảng cửa ông. Mục tiêu của đề án này là phát là triển khai các giải pháp khắc phục môi trường phát sinh do quá trình sản xuất hoạt động của nhà máy tuyển và cảng cửa ông, giảm thiểu tác động đến môi trường. Theo đó, các giải pháp bảo vệ môi trường chủ yếu bao gồm giải pháp đổi mới về công nghệ sàng tuyển, giải pháp về sắp xếp mặt bằng sản xuất chế biến, kho cảng, giảm thiểu bụi phát ra môi trường sản xuất, đảm bảo vệ sinh mặt bằng các nhà máy. Các giải pháp về bao che chống bụi, chống ồn và các giải pháp bảo vệ môi trường thường xuyên khác. Trên cơ sở đề án đã được thông qua, công ty tuyển than cử ông tổ chức phê duyệt đề án, triển khai thực hiện các bước theo quy định, tổ chức thực hiện nghiêm túc đầy đủ các giải pháp, công trình, thiết bị bảo vệ môi trường đề ra trong dự án bảo đảm tiến độ, mục tiêu, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của nhà nước.